Trong hội thảo giải pháp bảo vệ khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng ngày 4 tháng 7, Trung tá Triệu Mạnh Tùng, Phó Cục trưởng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao A05, Bộ Công an đề cập tình trạng tội phạm lừa đảo qua mạng không phải là vấn đề riêng của Việt Nam mà còn của nhiều nước trên thế giới. Lợi dụng tính ẩn danh của không gian mạng, những người này dễ dàng đóng nhiều vai khác nhau để thực hiện hành vi. Đặc biệt, nhiều nhóm lừa đảo trên môi trường mạng đang hoạt động như một công ty, có bộ phận nghiên cứu và có nhiều trường hợp coi lừa đảo như một nghề, và khi trở thành một nghề kiếm sống mang lại lợi ích cao, nhiều người tập trung làm việc 24/7. Đây là điều hết sức nguy hiểm. Nhiều tổ chức lừa đảo qua mạng hiện có quy mô lớn, hoạt động xuyên quốc gia. Như hồi năm ngoái, A05 đã phối hợp Công an Quảng Bình xử lý một nhóm lừa đảo quy mô lên đến 300 người, được gọi là công ty, có trụ sở văn phòng, ăn trưa ở căng tin để phục vụ ăn uống tận nơi. Những tổ chức này phân vai rõ ràng, có nhóm chuyên nghiên cứu về kịch bản lừa đảo, có nhóm đào tạo nhân viên học việc 2-3 tháng, hướng dẫn từng câu trả lời. Ông Tùng dẫn chứng thêm, như trường hợp xác thực sinh trắc học của hệ thống ngân hàng gần đây, yêu cầu này ngay lập tức được các kẻ gian lợi dụng. Họ đã gọi điện, tự xưng là nhân viên ngân hàng và yêu cầu người dân gửi thông tin cá nhân, ảnh chụp căn cước công dân để hỗ trợ xác thực sinh trắc học. Nhiều khách hàng chỉ cần truy cập vào một đường link liên kết của nhóm này, sau 1 đến 2 giây là có thể mất hết tiền. Ông Tùng nói thêm rằng, tội phạm trên không gian mạng không chỉ hoạt động ở Việt Nam mà còn tổ chức ở nước ngoài, nên cơ quan điều tra gặp nhiều khó khăn trong quá trình xử lý. Trong thông báo ngày 30 tháng 6, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Agribank, cho biết lợi dụng tình trạng nhiều khách hàng gặp khó khi làm xác thực sinh trắc học, các nhóm lừa đảo đã giả danh nhân viên ngân hàng để liên hệ hỗ trợ, từ đó chiếm đoạt tài sản, thông tin của người dùng. Ngoài ảnh căn cước công dân và ảnh khuôn mặt, kẻ gian còn yêu cầu gọi video để thu thập giọng nói, cử chỉ. Những thông tin này sau đó có thể được dùng để mạo danh, chiếm tài khoản hoặc sử dụng vào mục đích xấu khác. Tại một sự kiện cuối năm 2023, ông Trần Quang Hưng, Phó Cục trưởng An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông, cho biết ngân hàng ngày càng mở hơn, nhưng rủi ro lừa đảo, giả mạo cũng liên tục tăng, với hơn 90% số vụ lừa đảo từ đầu năm nay có liên quan tới lĩnh vực ngân hàng. Với những rủi ro tiềm ẩn cực lớn từ các tội phạm lừa đảo qua mạng, qua điện thoại ngày càng tinh vi khi liên tục cập nhật các hành vi của người tiêu dùng, cũng như những hạn chế mà trong quá trình triển khai giải pháp sử dụng mà người dân gặp phải. Do đó, tất cả chúng ta cần phải hết sức tỉnh táo không thao tác thực hiện với mọi hình thức như tải ứng dụng, cung cấp thông tin cá nhân, tên đăng nhập, mật mã, vân vân. Kể cả đó là người quen biết. Ngoài ra, xin lưu ý là tuyệt đối không cài đặt bất kỳ ứng dụng nào lên điện thoại ngoài hai nguồn ứng dụng chính hãng là Google Play, Apple Store. Thông qua kho ứng dụng chính hãng này, người dùng sẽ hạn chế được rất nhiều rủi ro an toàn bảo mật. Rất cảm ơn bạn đã lắng nghe và xem hết video. Nếu thấy hay và hữu ích hãy nhấn like và chia sẻ để tất cả chúng ta cùng tăng cường nhận thức tốt hơn trước những vấn nạn lừa đảo tinh vi qua mạng.